Thuốc ra hoa đậu trái điều ở Bình Phước và chống khô đen bông, chống xương muối. Một chai và hai gói này các anh chị kết hợp cùng với nhau để pha cho khoảng tầm 400 lít nước phun xịt cho cây điều trong thời kỳ nó đang có nụ hoa, sử dụng cho cây trong thời kỳ đang ra hoa nhé. Cái bộ này nào nó sẽ giúp cho cây ra hoa tốt hơn trong cái điều kiện thời tiết bất lợi như nắng nóng và sương muối này, sương lạnh đấy, cung cấp dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ ra lá non và ra hoa, ra nụ hoa nhé, bật nụ hoa này nhé. Chai này có thể sử dụng trong từ lúc nó ra hoa cho tới khi lớn trái to hạt, đậu trái, chống rụng trái to hạt luôn nhé. Các anh chị kết hợp cái gói với cái chai này với nhau ấy thì nó sẽ giúp mát bông, mát trái này, chống xương muối, chống khô đen bông này, dưỡng hoa, dưỡng nụ hoa, và nó còn giúp giải nhiệt nhanh cho cây khi mà bị trời nắng nóng nhé, nắng nóng khô hạn rồi đấy. Sau khi vườn của mình đã xuất hiện trái non thì các anh chị sử dụng cái chai 4 trong 1 kia kết hợp cùng với cái chai mà canxi bo siêu đậm đặc này để cho nó hạn chế cái việc là bị khô héo và rụng trái non nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.